Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi Thế giới chuyển động. Những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây. Mỹ đưa 3.000 binh sĩ tới Ba Lan. Taxi tự hành dần đi vào cuộc sống. Sản xuất quần áo từ chai nhựa tái chế. Thưa quý vị, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết nước này sẽ điều thêm 3.000 binh sĩ tới Ba Lan để trấn an đồng minh NATO trong lúc căng thẳng Ukraine leo thang. 3.000 binh sĩ được điều động thuộc Sư đoàn Dù số 82, lực lượng phản ứng nhanh chính của Mỹ, đã được đặt vào tình trạng báo động cao hồi cuối tháng 1, theo lệnh của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Họ sẽ tham gia đội hình cùng khoảng 2.000 lính dù Mỹ đã được triển khai tới châu Âu trước đó. Mỹ đang bố trí khoảng 70.000 binh sĩ đóng quân thường trực tại châu Âu, khoảng một nửa trong số này được triển khai tại các căn cứ ở Đức. Mỹ đã lên kế hoạch tái mở cửa đại sứ quán tại quần đảo Solomon sau 29 năm, một nỗ lực tăng cường hiện diện của Washington trong cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc. Mỹ đã đóng cửa đại sứ quán ở thủ đô Honiara năm 1993 và hiện chỉ có lãnh sự quán Mỹ tại nơi này. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến công bố việc mở cửa đại sứ quán tại quần đảo Solomon trong chuyến thăm đến Fiji trên Thái Bình Dương. Trong chuyến thăm này, ông Blinken sẽ có cuộc hội đàm trực tuyến với nhà lãnh đạo ở 18 quốc đảo Thái Bình Dương. Đêm 11 tháng 2, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một nhà máy sản xuất bánh gạo ở tỉnh Niigata, miền Bắc Nhật Bản, khiến ít nhất 4 công nhân thiệt mạng. Khoảng 30 người có mặt tại nhà máy khi ngọn lửa bùng phát. Cảnh sát địa phương xác nhận đã có 4 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn này. Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm 2 công nhân đang mất tích, trong khi một người khác đang được điều trị tích cực tại bệnh viện do ngộ độc khói. Nhà máy thuộc sở hữu của Sanko Seika, một trong những nhà sản xuất bánh gạo lớn nhất Nhật Bản. Những vụ hỏa hoạn gây chết người tại các nhà máy thường rất hiếm ở Nhật Bản, do nước này áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nghiêm ngặt. Thưa quý vị, đại dịch đã gây ra nhiều điều bất tiện. Nhưng nếu nhìn ở khía cạnh tích cực hơn, thì đại dịch đã thúc đẩy công nghệ phát triển mạnh trong 2 năm qua. Sau Mỹ, Anh, Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore, mới đây nhất thì Hàn Quốc đã ghi tên vào danh sách các quốc gia đưa công nghệ xe tự hành vào phục vụ đời sống. Bắt đầu từ ngày 10 tháng 2 vừa qua, 4 chiếc ô tô tự hành đã bắt đầu cung cấp dịch vụ taxi công cộng tại phía tây thủ đô Seoul và hoạt động trên 2 tuyến đường giao thông riêng biệt. Đây là biểu tượng đánh dấu sự thay đổi của giao thông công cộng tại quận Samgangdong. Giờ đây, người dân Seoul đã có thêm lựa chọn để di chuyển mà không phải lo phiền hà hay đông đúc. Đó là taxi tự hành. Hiện mới chỉ có 4 chiếc xe như vậy được đưa vào vận hành. Tất cả đều đi theo 2 tuyến đường quy định, đón trả khách tại các địa điểm cụ thể. Nhờ trí tuệ nhân tạo, chiếc taxi này có trang bị cảm biến giao thông, hỗ trợ quá trình lái xe và bảo đảm an toàn cho hành khách. Lúc đầu tôi hơi sợ, nhưng sau khi trải nghiệm tôi mới thấy xe rất an toàn vì có nhiều chức năng hỗ trợ lái và cảnh báo trên đường. Thực tế, taxi tự hành không mới trên thế giới. Tại Anh, công ty Imperium Drive đã vận hành dịch vụ này được một thời gian và nhận được sự phản hồi tích cực. Xe của hãng này thực chất vẫn có một con người tham gia lái, nhưng họ sẽ ngồi trong một trung tâm điều khiển, phương tiện giống như cách bạn điều khiển một chiếc máy bay mô hình. Cuộc hành trình này hoàn toàn sẽ thuận tiện như Uber, ngoại trừ việc bạn không phải lái xe, thậm chí tiết kiệm chi phí hơn là chuyến đi Uber. Khi bạn đến đích, bạn chỉ cần tấp vào lề, sau đó trên ứng dụng yêu cầu người lái xe từ xa điều khiển chiếc xe đó và bạn sẽ đi đến điểm đến của mình mà không cần phải lo lắng về chỗ đậu xe. Mạng 5G đã tạo ra một bước tiến lớn đối với dịch vụ xe tự hành. 5G có khả năng băng thông lớn và độ trễ thấp. Về cơ bản, cho phép người lái xe từ xa có thể lái xe ở tốc độ lên đến 50 km/h một cách an toàn. Trong 10 đến 15 năm tới, chúng tôi thực sự mong chờ mô hình xe công nghệ này sẽ phát triển và nhân rộng. Các chuyên gia còn dự đoán thị trường xe tự lái được định giá tới 61 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Các tên tuổi lớn như Volvo, Renault, Tesla cũng bày tỏ quan tâm tới lĩnh vực này với các mẫu xe tự lái đột phá. Arirang News. We'll be right back.
Lễ Nguyên Tiêu là một trong những ngày lễ quan trọng ở Đài Loan, Trung Quốc, được tổ chức vào dịp rằm tháng Giêng âm lịch. Không chỉ là những chiếc đèn lồng thắp sáng được treo lên như thường lệ, giờ đây, lễ hội đèn lồng ở Đài Loan, Trung Quốc nhân lễ Nguyên Tiêu đã được nâng lên một tầm cao mới. Vào dịp lễ Nguyên Tiêu của Đài Loan, Trung Quốc, một màn trình diễn của 1.500 thiết bị bay không người lái đã tạo ra cảnh tượng 3D mãn nhãn như hình ảnh thần hổ chào mừng năm mới, cảnh trái đất đang quay, cảnh chú cá heo lượn vòng trên không. Lễ Nguyên Tiêu là một trong những ngày lễ quan trọng ở Đài Loan, Trung Quốc, được tổ chức vào dịp rằm tháng Giêng âm lịch nhằm đánh dấu sự kết thúc của Tết Nguyên đán. Ngày 11 tháng 2, Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Anh CMA thông báo đã chấp thuận các thay đổi được Google đề xuất nhằm giải quyết các quan ngại liên quan đến tính cạnh tranh và quyền riêng tư của khách hàng. Đối với quảng cáo trực tuyến, Google cũng cam kết hạn chế chia sẻ dữ liệu trong hệ sinh thái công nghệ quảng cáo nhằm đảm bảo tập đoàn này không giành được lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh. Động thái trên được đưa ra sau khi CMA tiến hành cuộc điều tra cách đây 13 tháng đối với các kế hoạch của Google, trong đó có việc xóa cookie của bên thứ ba trong trình duyệt Chrome, điều khiến nhiều nhà xuất bản nội dung và quảng cáo bất bình. Enigma, viên kim cương đen lớn nhất thế giới, được cho là hình thành từ vụ va chạm của một thiên thạch hay một tiểu hành tinh với trái đất từ hơn 2,6 tỷ năm trước, đã được bán với giá 3,16 triệu bảng Anh, tương đương với khoảng 97 tỷ đồng, tại một phiên đấu giá hôm 9 tháng 2. Người mua giấu danh tính đã trả giá toàn bộ bằng tiền kỹ thuật số. Viên kim cương Enigma nặng 555,55 carat được cho là lớn nhất thế giới. Hình dáng khối trụ cũng là điểm đặc biệt của viên kim cương này. Các thợ kim hoàn đã rất kỳ công để tạo ra 55 mặt cắt cho Enigma. Một công ty có trụ sở tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đang sản xuất áo thun, khẩu trang và mũ lưỡi chai từ chai nhựa tái chế. Kỹ thuật được sử dụng là công nghệ dệt mới để thay thế sợi polyester. Công nghệ này có tiềm năng sẽ trở thành xu thế trong những năm tới khi vấn đề biến đổi khí hậu đang ngày càng cấp bách trên toàn cầu. Với nhiều người, những chai nhựa rỗng chỉ là rác thải, nhưng với nhiều người khác, chúng lại là sự khởi đầu của một vòng đời đầy ý nghĩa. Chúng sẽ được nhà máy của công ty Dread tại Dubai biến thành quần áo, mũ hay các sản phẩm làm từ vải mặc hàng ngày. Chúng tôi lấy chai nhựa và đưa đến nhà máy của chúng tôi. Chai nhựa sẽ được cắt ra thành từng mảnh vụn. Mảnh vụn sẽ được kéo dài thành sợi với công nghệ mới của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng sợi này để sản xuất thành tất cả các loại sản phẩm may mặc khác, chẳng hạn như chiếc áo thun tôi đang mặc đây. Các nhà sản xuất cho biết công nghệ này giúp giảm 50% năng lượng sử dụng, cũng như giảm 20% nước, có thể giảm 55% lượng khí thải carbon. Những chiếc áo mặc vào không hề bí bách hay thô cứng, dù được làm từ nhựa. Ngược lại, với công nghệ mới đặc biệt của Degrade, chúng còn có khả năng thấm hút tốt và chất liệu mềm mại. Sản phẩm này là những gì chúng tôi đã làm cho một trong những khách sạn. Đây là một sản phẩm chất lượng thực sự tốt, bởi người mặc có thể thoải mái vận động và đổ mồ hôi. Chất liệu cũng mát mẻ. Những trang phục xanh này còn được Degrade làm thành đồng phục, cung cấp cho các doanh nghiệp hay hàng trăm trường học. Công ty sản xuất hàng trăm nghìn sản phẩm may mặc hàng năm và có kế hoạch tái chế hơn 1,2 triệu chai nhựa mỗi ngày trong năm nay.